Tình mẫu tử là tình cảm thiêng liêng nhất của con người. Người xưa có câu: văn chương thiên cổ báu, hiếu hữu nhất tâm sinh. Nghĩa là văn chương là báu vật của muôn đời, hiếu là đức tính cao nhất trong đạo làm người. Nguyễn Mạnh Đầu khi tròn 16 tuổi đã hăm hở xung phong lên đường đi đánh Mỹ. Những năm tháng chiến đấu cam go quyết liệt ở chiến trường, hình ảnh mẹ nơi quê nhà luôn đau đớn trong tim. 2 năm sau, tại chiến hào nhận được hung tin mẹ từ trần, anh đau đớn đến tột cùng. Cảm xúc về mẹ cứ trào dâng nghẹn ứ trong tim, để rồi những câu thơ cứ thế trào dâng như mạch nguồn tuôn chảy mãi. Nhà văn Petschot, người Pháp, đã có câu nói bất hủ về người mẹ như thế này: vũ trụ có rất nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan đẹp nhất là trái tim người mẹ. Mẹ ơi, nỗi nhớ mẹ có vầng trăng soi tỏ, trăng hạ huyền cong cong như dấu hỏi mẹ ở đâu giữa muôn trùng. Lòng thương tiếc mẹ là nỗi đau thường trực trong suốt cuộc đời Nguyễn Mạnh Đầu. Bài thơ "Ngày này nhớ mẹ nhiều hơn" qua giọng ngâm nghệ sĩ nhân dân Thanh Loan. Khắp đất nước quê hương
con nhớ mẹ nhiều hơn. Dòng lệ mặn luôn vương trên khóe mắt. Đồng đội con, người còn người mất. Chiến đấu kiên cường, xa kề máu xương. Quyết đấu tranh vì tổ quốc trường sinh. Khao khát lắm hòa bình về bên mẹ. Xa vào lòng như ngày thơ bé. Nũng nịu dụi đầu gọi mẹ, mẹ một ngày tận chiến trường xa, nhận tin nhà mà tim con quặn thắt. Đọc thư cha môi con mím chặt. Mẹ yêu ơi, sao chẳng đợi con về. Một đời mẹ tần tảo sớm khuya, chưa một lần con đền ơn sinh thành dưỡng dục. Cuộc chiến đi qua khúc tráng ca bất diệt, một dấu son đời đánh đổi bằng mất mát. Lúc này đây con nhớ mẹ đầu tiên, nhớ đồng đội con, người còn người mất. Nhớ về mẹ, mẹ là người duy nhất. Suốt cuộc đời con mang nợ mẹ, mẹ.